Thưa quý vị, Bộ Công an vừa khởi tố bắt tạm giam bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, bị xác định có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC và Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS. Cơ quan điều tra xác định hai bị can này có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện hành vi phạm tội, thao túng thị trường chứng khoán, hoặc thực hiện chỉ đạo từ ông Quyết trong việc thổi giá cổ phiếu FLC. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam hai em gái ruột của ông Quyết, gồm Trịnh Thị Minh Huế, thành viên Ban Kế toán Tập đoàn FLC và Trịnh Thị Thúy Nga, phó tổng giám đốc công ty chứng khoán bos